Chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tử Vi Tháng ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát xin được gửi đến quý vị và các bạn về tử vi của nữ mệnh tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch. Ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do hoang dã để được hòa mình vào thiên nhiên. Những nữ mệnh chủ tuổi Bính Ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Người sinh năm Ngọ thì rất giỏi trong giao tiếp, được nhiều người yêu quý và kính trọng. Theo dõi tổng quan tử vi của nữ mệnh chủ tuổi Bính Ngọ vào năm Canh Tý cho biết, Bính Ngọ xung thái tuế nên mệnh chủ khó về suôn sẻ và thuận lợi. Trong công việc và cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở. Cụ thể là trong tháng 6 âm lịch này, vận trình của nữ mệnh chủ tuổi Bính Ngọ kém sắc đi rất nhiều, may mắn không mỉm cười với bản mệnh. Vậy nên bản mệnh sẽ khó đạt được những mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Vậy tử vi chi tiết cho nữ mệnh tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch sẽ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị và các bạn cũng có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Nữ mệnh tuổi Bính Ngọ bước vào tháng 6 âm lịch khá nhiều thị phi và xui xẻo bởi hung tinh đeo bám và vận trình hại thái tuế năm nên xui xẻo đủ đường. Vận xui hiện hữu càng lớn vào những ngày sau. Ngày âm lịch 12 tháng 6, tức mùng 1 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 và mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Ngày âm lịch 24 tháng 6, tức 13 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 và mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với nữ mệnh chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, tức 27 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàn Thổ. Ngày âm lịch 19 tháng 6, tức mùng 8 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khu bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tử vi của tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch cho thấy đây có thể là một tháng đầy thách thức. Một số ngôi sao không may mắn đang chiếu đến, bạn có thể thấy mình mất tập trung và nóng nảy, thậm chí là mất một số tiền. Vì vậy, chiến lược tốt nhất của bạn có lẽ là giữ một nhịp sống thấp và không nên đưa ra bất kỳ thay đổi, quyết định lớn nào trong tháng này. Đây cũng không phải là một tháng tốt để kết hôn, đừng thay đổi công việc của bạn và đừng mua một ngôi nhà hay là doanh nghiệp mới, coi chừng những kẻ phản bội âm mưu chống lại bạn. Hãy cố gắng làm công việc tình nguyện hoặc từ thiện để cân bằng năng lượng xấu, tránh những nơi quá âm như là đám tang và nghĩa địa. Tốt nhất là bạn nên đến nơi tổ chức đám cưới hoặc những nơi có không khí vui vẻ, hạnh phúc để mang lại năng lượng tốt cho bạn. Để giúp cho các gia chủ hóa giải được thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị tuổi Bính Ngọ cần luôn luôn mang theo bên mình pháp khí, minh quang pháp bảo.
Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp cho gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp của nữ mệnh tuổi Bính Ngọ, tử vi của tuổi Bính Ngọ vào tháng 6 âm lịch báo trước rằng sẽ có vô số những khó khăn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn. Bạn phải đối phó với tình huống một cách tỉnh táo và phải có can đảm để vượt qua thử thách. Hãy cẩn trọng trong khi giao tiếp với người khác và thậm chí nên sẵn sàng cho các cuộc tranh cãi pháp lý. Công việc của tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch được dự báo không mấy may mắn khi liên tiếp vấp phải những thị phi. Nhiều người gây cản trở cho bạn, làm bạn có cơ hội cũng không thể nào thăng tiến được. Công việc không được như ý, lại còn bị nói xấu sau lưng, khiến cho áp lực tinh thần đè nặng. Phải thật sự vững vàng mới có thể đứng lên chống lại những điều rủi ro. Khối lượng công việc nhiều làm cho bạn mệt nhọc, có lúc muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng không có thời gian rảnh rỗi. Sếp cũng không đối xử công bằng với bạn, làm cho bạn cảm thấy chán việc. Đã thế, lại hay xảy ra những vấn đề sai sót, thua lỗ, thất thoát đền bù. Đúng là không có cái đanh nào hơn, nên bạn có ý định chuyển việc một vài nơi thì cũng là điều nên làm. Người làm kinh doanh thì nên tránh các công việc liên quan đến nước, ví dụ như bán nước uống, buôn bán thủy hải sản là điều không nên. Tử vi tuổi Bính Ngọ cho thấy rằng đây sẽ là một tháng có sự đối lập rõ ràng của vận mệnh gia chủ tuổi Bính Ngọ, vừa thị phi nhưng cũng vừa có tài lộc rủng rỉnh. Nhìn chung cát lành không thiếu nhưng thị phi cũng đầy mình. Tháng này rất có thể bạn sẽ được đưa lên ở một vị trí cao, nhưng cũng kèm theo đó là bạn bị tiểu nhân ám hại, dẫn đến bị đám đông trong công ty cô lập. Những gia chủ tuổi Bính Ngọ thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Bính Ngọ nhanh nhẹn chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long, dần, ngọ, tuất, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Về tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Bính Ngọ, nhìn chung tài chính của tuổi Bính Ngọ vào tháng 6 âm lịch không được như ý cho lắm vì công việc không thuận lợi. Dù không quá túng thiếu nhưng cũng chẳng dư giả gì. Đã thế lại còn dính họa thị phi, lừa đảo, trộm cắp, lợi dụng nên có lúc khó khăn vay mượn triền miên. Tháng này, những gia chủ tuổi Bính Ngọ có hung tinh nên bạn không được tham gia các trò kinh doanh bảo hiểm, đầu tư kiếm lời, phải suy nghĩ trước sau. Tư vấn ý kiến của nhiều người, nếu không sẽ bị thất thoát, thua lỗ, trục lợi. Những gia chủ tuổi Dần thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn, xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ nhanh nhẹn chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, bát bảo tâm kinh, để giúp cho các gia chủ hóa giải được vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Tử vi về tình duyên. Vận tình duyên của nữ mệnh chủ tuổi Bính Ngọ vào tháng 6 âm lịch vô cùng đào hoa. Bạn là người chủ động trong chuyện tình cảm nên có nhiều cơ hội thu hút người khác giới, sớm gặp được người tri kỷ như ý muốn. Tuy nhiên cũng phải sống hết sức chân tình thì mọi chuyện mới êm đẹp. Chứ đừng thấy người khác yêu thương mình mà lại hách dịch lên mặt. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình thì cần phải thận trọng người cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ mãi giữ tư tưởng so sánh thiệt hơn. Việc xảy ra những mâu thuẫn cãi vã trong tình yêu là chuyện không thể tránh khỏi. Bởi trong cuộc sống này, chẳng ai là có thể hoàn hảo và cũng chẳng ai là thập toàn thập mỹ. Chính vì thế, hãy nghĩ thoáng ra một chút, sống chân thành hơn, bỏ qua những sai lầm nhỏ, hạnh phúc sẽ êm đềm và trọn vẹn hơn. Đồng thời, để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông rộng mở, quý gia chủ tuổi
Ngọ nhớ mang bên mình vòng tam hợp gỗ huyết long Dần, Ngọ, Tuất để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi sức khỏe. Vận trình sức khỏe của tuổi Bính Ngọ theo tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Người này chịu nhiều áp lực công việc, tình cảm nên tinh thần sa sút. Nếu không được quan tâm thì sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Có nhiều bệnh tật trong người, dù không phải bệnh nặng nhưng nhất định cần phải chú ý chăm sóc mình, nếu không bệnh nhỏ thành lớn sẽ khiến cho bạn vất vả chống chọi. Tuổi Bính Ngọ có khả năng mắc bệnh liên quan đến tim mạch nên cần phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm, ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ, phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên. Hơn nữa, nên tập thể dục, ăn uống có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Tổng quan tử vi chọn đời cho nữ mệnh sinh năm 1966 Bính Ngọ. Những người đứng can Bính tuổi Ngọ thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống có nhiều lòng đong vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai. Bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cỏi, họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Nữ mệnh tuổi Bính Ngọ số được cha mẹ dành cho của cải, về trung niên, hậu vận, họ giàu có. Nếu lấy tuổi Tuất Dần thì cố hòa hợp để sống, chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận, có thể phải qua hai lần đỏ mới đặng. Họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình nên tình thân hữu không mấy mặn mà. Nếu ở xa nhau thì tốt hơn, nhưng nhìn chung tuổi này khi còn trẻ, long đong về sau phú quý sống lâu. Tính nóng như lửa, hoạt bát, phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt nên cần làm nhiều điều thiện để được hưởng trọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa chí tài của mình. Nữ giới tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm lẫn tài lộc. Phần công danh của nữ giới tuổi Bính Ngọ thì không hoàn toàn được tốt đẹp, bản thiên về con đường kinh doanh mua bán hơn là theo đuổi con đường công danh. Phần gia đạo có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt, sự nghiệp của bạn sẽ hoàn thành từ năm 34 trở đi. Phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và vững chắc vào thời kỳ hậu vận. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Lộc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công thuận lợi trong cuộc sống.